sản xuất theo quy trình việt gáp là hướng đi tất yếu để nâng cao chất lượng nông sản mở rộng thị trường tiêu thụ và giúp người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm sạch an toàn thế nhưng tại tỉnh hà tĩnh sau nhiều năm triển khai việc sản xuất theo quy trình việt gáp vẫn chưa thực sự hấp dẫn nhà nông việt gáp là quy định về thực hành sản phẩm nông nghiệp tốt nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo sức khỏe cho người sản xuất người tiêu dùng và bảo vệ môi trường sản xuất việt gáp phải tuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt cũng theo quy định sau 3 năm thì giấy chứng nhận việt gáp sẽ hết hiệu lực tại hà tĩnh hầu hết việt gáp đều do các tổ chức đứng ra làm trên cơ sở có sự hỗ trợ từ các chính sách phát triển nông nghiệp tuy nhiên khi chính sách hỗ trợ giảm hoặc hết hiệu lực diện tích việt gáp cũng bị thu hẹp dần đến nay diện tích cây trồng các loại đã được cấp giấy chứng nhận việt gáp chỉ còn hơn 1.900 hecta giảm hơn 1.000 hecta so với quy mô ban đầu